Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin của Tin Mới. Cảm ơn quý vị đã dành ra ít phút mỗi ngày đồng hành cùng chúng tôi để có thể cập nhật những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý đã diễn ra trong ngày cùng với kênh Tin Mới. Đến với bản tin ngày hôm nay sẽ có các nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây. Kể từ ngày cuối tháng trước, các khu vực dọc Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử, sông Giang Hoài và phần phía đông của Giang Nam đã trải qua những trận mưa lớn nhất kể từ mùa lũ. Trong khi đó, trong 6 ngày qua hầu hết Giang Hoài, Trung và Đông Giang Nam, Bắc Giang Nam và Bắc Trùng Khánh, Đông và Nam Quý Châu, Bắc và Đông Nam Quảng Tây và những nơi khác đã đo được lượng mưa từ 150 đến 350mm. Miền Trung và miền Nam An Huy và Tín Dương, Hà Nam, Nam Kinh, Thường Châu, Thái Châu, Giang Tô, Nghi Xuân, Cửu Giang, Giang Tây, Nghi Dương và Nhạc Dương, Hồ Nam, Cảng Phòng Thành, Quảng Tây và các khu vực khác lượng mưa đo được từ 400 đến 600mm, phía Bắc quận Hồng An lượng mưa là 809mm, phía Nam Hồ Bắc lượng mưa là 674mm, còn lại diện tích các khu vực có lượng mưa đo được trên 100mm vào khoảng 500.000km². Kể từ đầu tuần qua ở Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử Giang Tô, An Huy, Giang Tây, Hà Nam, Hồ Bắc, Hồ Nam, Quảng Tây, Trùng Khánh đã gây ra lũ lụt, mưa đá, lở đất và các thảm họa khác. Trong đó có 26,769 triệu người bị ảnh hưởng ở 373 quận, huyện và của 11 khu tự trị và thành phố ở Tứ Xuyên, Quý Châu và Vân Nam, 140 người thiệt mạng, 41 người mất tích, 1,624 triệu người phải di chuyển và tái định cư khẩn cấp và 760.000 người cần hỗ trợ cuộc sống khẩn cấp, 49.000 ngôi nhà bị sập, 297.000 ngôi nhà bị hư hại ở các mức độ khác nhau. Diện tích cây trồng bị ảnh hưởng bởi thiên tai là 2,3 triệu hecta, trong đó 445.800 hecta bị mất trắng. Thiệt hại kinh tế trực tiếp là 48,18 tỷ nhân dân tệ. Theo báo cáo của Sở Nội chính tỉnh Giang Tô, 813.000 người ở 44 quận, huyện thuộc 10 thành phố bao gồm Nam Kinh, Vô Tích và Từ Châu đã bị ảnh hưởng bởi thiên tai. 79.000 người đã được chuyển đi và tái định cư khẩn cấp và hơn 3.400 người cần cứu hộ khẩn cấp. Hơn 800 ngôi nhà bị sập và 172,5 nghìn hecta cây trồng bị ảnh hưởng, trong đó 19,5 nghìn hecta bị mất trắng. Thiệt hại kinh tế trực tiếp là 2,26 tỷ nhân dân tệ. Theo báo cáo của Sở Nội vụ tỉnh An Huy, 7,415 triệu người bị ảnh hưởng ở 50 quận huyện tại 10 thành phố bao gồm Hợp Phì, Ma An Han và Tông Linh và 20 người chết. Trong số đó, 10 người chết do sạt lở đất đá vùi lấp, 5 người chết do sập nhà, 4 người chết đuối, 1 người thiệt mạng do sét đánh, 3 người mất tích, 588.000 người phải di rời khẩn cấp, 209.000 người cần hỗ trợ cấp cứu tính mạng, 14.000 ngôi nhà bị sập, 95.000 ngôi nhà bị hư hỏng ở các mức độ khác nhau, 609,4 nghìn hecta cây trồng bị ảnh hưởng, trong đó 166,4 nghìn hecta bị mất trắng. Thiệt hại kinh tế trực tiếp là 17,24 tỷ nhân dân tệ. Theo báo cáo của Sở Nội vụ tỉnh Giang Tây, 1,153 triệu người tại 26 quận, huyện của 6 thành phố gồm Nam Xương, Cảnh Đức Trấn, Kiều Giang bị ảnh hưởng, 1 người bị vùi lấp và chết do sạt lở đất, 43.000 người di rời tái định cư khẩn cấp, còn 36.000 người cần hỗ trợ khẩn cấp về đời sống, hơn 1.800 ngôi nhà bị sập, hơn 2.900 ngôi nhà bị hư hỏng ở các mức độ khác nhau. Diện tích hoa màu bị ảnh hưởng là 78,4 nghìn hecta, trong đó diện tích lúa bị thiệt hại là 15,2 nghìn hecta bị mất. Thiệt hại kinh tế trực tiếp là 1,4 tỷ nhân dân tệ. Theo báo cáo của Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam, 128.000 người đã bị ảnh hưởng bởi thảm họa ở 8 quận, huyện tại 4 thành phố bao gồm Tinh Linh Han, Giao Du O và Si, và 6 người đã chết trong số đó. 4 người thiệt mạng do sập nhà, 1 người thiệt mạng do sạt lở vùi lấp, 1 người chết đuối, hơn 9.000 người phải khẩn trương di rời, tái định cư và hơn 400 người cần hỗ trợ khẩn cấp về y tế, gần 1.200 ngôi nhà bị sập, gần 2.600 ngôi nhà bị hư hỏng ở các mức độ khác nhau. Diện tích hoa màu bị thiệt hại là 9,1 nghìn hecta, trong đó mất trắng 1,5 nghìn hecta, thiệt hại trực tiếp về kinh tế là 4,6 tỷ đồng. Theo báo cáo của Sở Nội vụ tỉnh Hồ Bắc, 10,901 triệu người ở 83 quận, huyện thuộc 13 thành phố, quận tự trị bao gồm Vũ Hán, Hoàng Thạch và Thập Yển đã bị ảnh hưởng, 47 người chết, trong đó 19 người chết đuối, 8 người thiệt mạng do sập công trình, 8 người thiệt mạng do sập nhà, 10 người thiệt mạng do sạt lở hố chôn lấp, 1 người thiệt mạng do sét đánh, 1 người thiệt mạng do sạt lở đá và 10 người mất tích, 453.000 người phải di rời khẩn cấp, 313.000 người cần hỗ trợ khẩn cấp về y tế, 19.000 ngôi nhà bị sập và 50.000 ngôi nhà bị hư hại ở các mức độ khác nhau, 1.026.800 hecta hoa màu bị ảnh hưởng, trong đó 180.400 hecta bị mất trắng. Thiệt hại kinh tế trực tiếp là 15,81 tỷ nhân dân tệ. Theo báo cáo của Sở Nội chính tỉnh Hồ Nam, 4,964 triệu người đã bị ảnh hưởng bởi thiên tai ở 62 quận tại 10 thành phố tự trị bao gồm Trường Sa, Chu Châu và Thiệu Dương.
có 11 người đã chết, trong đó 8 người thiệt mạng do sạt lở đất bị vùi lấp và 2 người bị vùi lấp do sập công trình, 1 người bị vùi lấp do đuối nước, 1 người mất tích, 330.000 người phải di rời và tái định cư khẩn cấp, 159.000 người cần hỗ trợ khẩn cấp về y tế, hơn 6.400 ngôi nhà bị sập, 92.000 ngôi nhà bị hư hại ở các mức độ khác nhau. Diện tích cây trồng bị ảnh hưởng là 298,6.000 hecta, trong đó 54,7.000 hecta bị mất trắng. Thiệt hại kinh tế trực tiếp là 7,97 tỷ nhân dân tệ. Theo báo cáo của Cục Dân chính khu tự trị dân tộc Trang Quảng Tây, 50.000 người đã bị ảnh hưởng bởi thảm họa tại 6 quận, huyện Liễu Châu, Phang Trang Gang và He Chi, gần 900 căn nhà bị hư hại ở các mức độ khác nhau. Diện tích hoa màu bị ảnh hưởng là 2,2.000 hecta, trong đó gần 400 hecta bị mất trắng. Thiệt hại kinh tế trực tiếp hơn 64 triệu nhân dân tệ. Theo báo cáo của Cục Nội vụ Trùng Khánh, 525.000 người đã bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại 24 quận, huyện bao gồm An, Diêu Long Po và 9 người thiệt mạng, trong đó 3 người thiệt mạng do sạt lở đất chôn lấp, 2 người thiệt mạng do đuối nước và 1 người thiệt mạng do rơi từ trên cao xuống, 1 người thiệt mạng do cây đổ, 1 người thiệt mạng do sập nhà, 1 người thiệt mạng do đá sạt lở, 2 người mất tích, 20.000 người được di rời khẩn cấp và tái định cư, hơn 4.900 người cần hỗ trợ khẩn cấp, hơn 1.800 ngôi nhà bị sập, hơn 5.600 nhà bị hư hỏng ở các mức độ khác nhau. Diện tích cây trồng bị ảnh hưởng là 21,7.000 hecta, trong đó 3,6.000 hecta bị mất. Thiệt hại kinh tế trực tiếp là 610 triệu nhân dân tệ. Theo báo cáo của Cục Nội chính tỉnh Tứ Xuyên, 42.000 người ở 18 quận, huyện trong 9 thành phố, quận tự trị bao gồm Ban Hy Hua, Vua và Lê Han đã bị ảnh hưởng bởi thảm họa, 1 người thiệt mạng do đuối nước, hơn 3.000 người phải di rời và tái định cư khẩn cấp và hơn 300 người cần hỗ trợ khẩn cấp về y tế, hơn 2.900 ngôi nhà bị sập, hơn 2.900 ngôi nhà bị hư hỏng ở các mức độ khác nhau, 2.800 hecta hoa màu bị ảnh hưởng, trong đó gần 600 hecta bị mất trắng. Thiệt hại kinh tế trực tiếp là hơn 59 triệu nhân dân tệ. Theo báo cáo của Sở Nội vụ tỉnh Quý Châu, 663.000 người bị ảnh hưởng ở 41 quận trong 9 thành phố, quận tự trị bao gồm Quý Dương, Liêu Ban Hui và Du, và 44 người chết trong số đó, 41 người thiệt mạng do sạt lở vùi lấp và 2 người chết đuối, 1 người thiệt mạng do lở đá vùi lấp, 17 người mất tích, 109.000 người phải di rời và tái định cư khẩn cấp, 30.000 người cần hỗ trợ khẩn cấp, hơn 3.300 căn nhà bị sập, 31.000 căn nhà bị tốc mái, bị thiệt hại ở các mức độ khác nhau. Diện tích hoa màu bị ảnh hưởng là 17,5.000 hecta, trong đó 3.000 hecta bị mất trắng. Thiệt hại kinh tế trực tiếp là 2,08 tỷ nhân dân tệ. Theo báo cáo của Sở Nội vụ tỉnh Vân Nam, 115.000 người bị ảnh hưởng tại 11 quận trong 7 thành phố tự trị bao gồm Cu Đinh, Hào Tông và Lệ Giang, hơn 10 người mất tích, hơn 3.300 ngôi nhà bị hư hại ở các mức độ khác nhau. Diện tích hoa màu bị ảnh hưởng là 36.000 hecta, trong đó hơn 400 hecta bị phá hủy. Thiệt hại kinh tế trực tiếp là 230 triệu nhân dân tệ. Thưa quý vị, Tân Hoa Xã đưa tin, tại Bắc Kinh rằng mưa to, mưa lớn và mưa cực lớn, lũ lụt hiếm gặp, đê lấn biển bị vỡ, phản ứng cấp 3 được nâng lên phản ứng cấp 2. Công tác cứu trợ lũ lụt và thiên tai đang bắt đầu ở 10 tỉnh phía Nam. Hiện tại mực nước trên hơn 110 sông vượt mức cảnh báo. Một số sông vượt lũ lịch sử năm 1998, hôm thứ Hai tuần này, sông Tây Giang ở Quảng Tây lần đầu tiên xảy ra lũ vượt mức cảnh báo kể từ khi bước vào mùa lũ. Lũ lụt đã nhấn chìm một phần Du Di, một danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở Tương Giang, Hồ Nam, sông Phu He. Con sông lớn thứ hai ở Giang Tây đã vỡ đê Trường Khai, khiến hàng chục nghìn người ở các thị trấn hạ lưu bị mắc kẹt và ảnh hưởng đến 100.000 người. Vào sáng thứ Tư, chiều dài của đoạn đê vỡ đã kéo dài đến 400 mét. Vào hôm thứ Tư, tại đê Trường Khai ở thị trấn Luohen, nơi bị mắc kẹt do vỡ sông Phu He ở tỉnh Giang Tây, toàn bộ thị trấn bị ngập chìm trong biển nước, đường xá, đất canh tác, ngập đến trên tầng 2. Đồng chí phụ trách Bộ Tư lệnh Quốc phòng tại hiện trường vụ vỡ đê sông Phu He ở Giang Tây cho biết, chế độ nước năm nay có 3 đặc điểm. Thứ nhất, mực nước lũ của các sông chính lớn, một số sông vượt qua năm 1998, sông Tân Cương và sông Phu He ở Giang Tây đã trải qua lũ lụt thảm khốc, vượt quá các ghi chép trong lịch sử, với chu kỳ 50 năm lặp lại, sông Minh Giang ở Phúc Kiến trải qua trận lũ lụt 30 năm mới có một lần. Thứ hai, lũ lụt trên nhiều sông. Mưa lớn gây ra lũ lụt kể từ giữa tháng trước trên ba lưu vực sông là sông Dương Tử, sông Minh Giang và sông Si Giang. Hơn 110 con sông ở Giang Tây và Phúc Kiến đã trải qua lũ siêu cảnh báo, và 9 con sông đã trải qua lũ vượt kỷ lục lịch sử. Thứ ba, 11 con sông lớn ở phía Nam, bao gồm sông Minh Giang, sông Siang Giang và sông Di Hui, đồng thời bị lũ lụt, điều hiếm thấy trong những năm gần đây. Ông Sun Jun, trưởng dự báo Đài khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, kể từ mùa lũ đến nay, riêng khu vực phía Nam đã xảy ra 10 đợt mưa lớn diện rộng liên tiếp. So với trước đây, mưa lớn cục bộ ở miền Nam nước này dữ dội hơn và kéo dài hơn. Một số khu vực ở Quảng Tây, Quảng Đông, Hồ Nam,
Giang Tây và các tỉnh khác liên tục bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lượng mưa ở một số khu vực lên tới hơn 50. Sau vụ vỡ đê Phu He, Doãn Hoằng, Bí thư tỉnh ủy Giang Tây, nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu là cứu người. Sau khi vật lộn với công tác giải cứu người dân, đến 11 giờ ngày thứ Tư có 88.000 người dân đã được di rời, tái định cư khẩn cấp, thảm họa đã gây sốc và cứu trợ thảm họa là khẩn cấp. Tính đến nay, tổng số người bị ảnh hưởng do lũ lụt cả nước năm nay là 59,43 triệu người, 37,2 triệu hecta hoa màu bị ảnh hưởng, 364 người chết, 147 người mất tích, 339.000 ngôi nhà bị sập, thiệt hại kinh tế trực tiếp khoảng 66,5 tỷ nhân dân tệ so với cùng kỳ năm trước. Diện tích cây trồng bị ảnh hưởng, số người bị ảnh hưởng, số người chết và thiệt hại trực tiếp về kinh tế đều cao gấp đôi. Tại huyện Lệ Xuyên, tỉnh Giang Tây, hơn 22.000 người bị lũ bao vây. Đội cứu hộ khẩn cấp đã mang theo hơn 200 thuyền xung kích và thuyền cao su để giải cứu những người bị mắc kẹt. Lũ lụt đã làm ngập tòa nhà giảng dạy của Fuzen Ziano. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại! Đối đầu nảy lửa trên Biển Đông, tàu sân bay USS của Mỹ đâm chìm tàu Trung Quốc. Thưa quý vị, tàu sân bay USS của Mỹ đã bắt buộc phải đâm một tàu chiến của Trung Quốc vì tội hung hăng, máu chiến, dám chạy với tốc độ cao để cắt mặt khi tàu sân bay của Mỹ đang làm nhiệm vụ cùng các tàu khu trục, tàu tuần duyên trên Biển Đông. Theo các nhà quan sát cho biết, nhận thấy Biển Đông trong suốt mấy tháng vừa qua đang rất dậy sóng, căng thẳng liên tiếp xảy ra, tất cả chỉ do một Trung Quốc gây ra khi Bắc Kinh ngang ngược, ngang nhiên liên tiếp cho các tàu chiến, tàu khảo sát, tàu cầu, tàu hải cảnh, tàu khu trục mang tên lửa và mang vũ khí hạng nặng khuấy đảo vùng Biển Đông, làm cho cộng đồng trên toàn thế giới phẫn nộ. Nhận thấy tình hình có vẻ gia tăng căng thẳng, Bộ Quốc phòng và Hải quân của Mỹ đã ngay lập tức có mặt trên Biển Đông để ngăn chặn sự hung hăng của phía Trung Quốc, đánh tan âm mưu độc chiếm Biển Đông của Bắc Kinh. Thưa quý vị, được biết, trước vòng đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc lần thứ 13 được nối lại tại Washington vừa qua, Mỹ lại gây áp lực quân sự lên phía Trung Quốc. Một nhóm tàu tác chiến gồm tàu sân bay và các tàu khu trục, tàu đổ bộ, mang trực thăng và mang tên lửa chiến đấu của Mỹ đã hội quân để tiến vào Biển Đông, tuyên bố thực hiện những hành động giữ an ninh và ổn định trong khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Mục đích của Mỹ là răn đe Trung Quốc và gửi cho Trung Quốc một thông điệp rằng Trung Quốc nên ngừng ngay những hoạt động gây hấn, bắt nạt, cũng như ngang ngược, hổ báo ở Biển Đông ngay lập tức, nếu không Trung Quốc sẽ phải trả một cái giá cực đắt. Thưa quý vị, theo tờ báo nổi tiếng của Mỹ có tên là New York Times cho biết, Hải quân của Mỹ vừa qua đã thông báo các hạm tàu và máy bay của nhóm tác chiến tàu sân bay USS Ronald Reagan và tàu máy bay của nhóm tác chiến đổ bộ trực thăng USS Buxhoe đã tiến hành cuộc huấn luyện tác chiến ở mức độ cao trên Biển Đông nhằm răn đe Trung Quốc. Cũng theo tờ báo New York Times của Mỹ cho biết, quân đội của Mỹ nhấn mạnh các hành động của họ ở khu vực Ấn Độ và Thái Bình Dương là nhằm duy trì sự ổn định và an ninh trong khu vực và sẵn sàng răn đe kẻ thù áp đảo của nhóm tác chiến tàu sân bay và nhóm tác chiến tàu đổ bộ trực thăng nếu như phía Trung Quốc mà ngang nhiên gây hấn cũng như là gây gổ với cả hải quân của Mỹ ở Biển Đông thì phía Trung Quốc sẽ phải trả một cái giá cực nặng. Điển hình gần đây, Mỹ đang cho các tàu sân bay tập trận ở ngoài Biển Đông áp sát các đảo nhân tạo phi pháp của phía Trung Quốc, thì ngay lập tức phía Trung Quốc đã điều các tàu hải cảnh ra để ngăn chặn, cũng như là lao vào phi cắt mặt để không cho Mỹ tập trận ở sát các đảo nhân tạo của phía Trung Quốc. Ngay lập tức, tàu khu trục của Mỹ đã đâm chính diện vào một tàu hải cảnh của phía Trung Quốc, theo các nhà quan sát cho biết. Tàu sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ là tàu sân bay hiện đại bậc nhất trên thế giới và được quân đội Mỹ triển khai ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Và theo tờ báo nổi tiếng của Trung Quốc có tên là China Morning Post đưa tin thì những hoạt động diễn tập quy mô lớn của hai nhóm tàu tác chiến, tàu bay và tàu đổ bộ của Mỹ trên Biển Đông là hành động gây hấn với cả phía Trung Quốc và cũng là hành động gây sức ép về mặt quân sự. Thưa quý vị, theo một chỉ huy quân sự của Mỹ nói, sự hiện diện của tàu sân bay USS Ronald Reagan tạo nền tảng cho sự ổn định và khẳng định quyền tự do đi lại của mọi quốc gia trên Biển Đông. Vài trăm km ngoài khơi phía tây của Philippines, chiến đấu cơ của Mỹ cầm rú trên không. Tàu khu trục tàu sân bay USS Ronald Reagan đang tập trận ở ngoài Biển Đông
vùng biển mà tàu chiến Mỹ và Trung Quốc thường xuyên xuất hiện, tranh giành với nhau. Trung Quốc nhanh chóng phản ứng và các hình ảnh vệ tinh cho thấy tàu sân bay của Mỹ nhiều lần đã bị tàu của Trung Quốc vây quanh, áp sát, cắt mặt, bám đuổi, nhưng tàu sân bay của Mỹ vẫn ngang nhiên hoạt động trên vùng Biển Đông, mặc cho các tàu hải cảnh, tàu khu trục của Trung Quốc bám theo. Cuộc rượt đuổi giữa tàu hải cảnh của Trung Quốc với tàu khu trục của Mỹ đã được mô tả như một thước phim hành động của Mỹ trên Biển Đông. Và một hồi sau thì tàu hải cảnh của Trung Quốc chạy cắt mặt tàu khu trục của Mỹ và ngay lập tức tàu khu trục Mỹ đã đâm chính diện vào tàu hải cảnh của Trung Quốc. Ngay lập tức, phía Trung Quốc nhanh chóng phản ứng và cho rất nhiều tàu chiến, tàu khu trục bao vây tàu sân bay của phía Mỹ. Bộ Quốc phòng của Trung Quốc còn lên tiếng phản đối, cáo buộc việc Mỹ tập trận trên vùng Biển Đông, sát các đảo nhân tạo của phía Trung Quốc là hành động gây hấn. Bắc Kinh nói rằng hành động của Mỹ là châm ngòi trong một cuộc chiến tranh trên Biển Đông. Thưa quý vị, theo các nhà quan sát cho biết, tàu sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ giống như một thành phố thu nhỏ, chở gần 5.000 thuyền viên và 300 máy bay chiến đấu quân sự, cùng rất nhiều hệ thống dàn tên lửa và ngư lôi. Mỹ thể hiện sức mạnh và lập trường của mình tại khu vực Biển Đông. Thưa quý vị, theo tờ báo New York Times của Mỹ cho biết, Trung Quốc đã tuyên bố chủ quyền một cách trái phép trên Biển Đông, trái với cả Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Đây là lo ngại ngày càng lớn vì Biển Đông là nơi mà có khối lượng thương mại trị giá 5.000 tỷ đô la mỗi năm đi qua. Ngoài vị trí chiến lược với cả thương mại quốc tế, đây là một tuyến hàng hải bận rộn nhộn nhịp nhất trên thế giới. Biển Đông còn là nơi có trữ lượng dầu khí lớn nhất. Vì vậy, Mỹ thường xuyên tập trận trong khu vực, có lúc có sự tham gia của nhiều nước khác để khẳng định quyền tự do hàng hải, cũng như thể hiện sự uy quyền của Mỹ trên Biển Đông, đánh bại Trung Quốc ra ngoài Biển Đông và dập tắt cái tham vọng độc chiếm Biển Đông của phía Trung Quốc. Theo các nhà quan sát cho biết, cách đây độ gần một tháng, Hải quân Mỹ đã kết hợp với các hải quân của các nước trong khu vực Đông Nam Á, trong đó có 10 nước ASEAN và Việt Nam đã tham gia tập trận tại Biển Đông, một mặt để nâng cao sức chiến đấu của hải quân của Mỹ và các nước trong khu vực khối ASEAN. Ngoài ra, nhiệm vụ còn lại là để răn đe phía Trung Quốc và gửi cho Trung Quốc một thông điệp rằng Trung Quốc nên ngừng ngay những hành động phi pháp, vô lý trên Biển Đông đi, nếu không hậu quả sẽ là khôn lường. Thưa quý vị, trong bối cảnh quan hệ giữa Mỹ, Trung Quốc ngày càng căng thẳng, ngày càng có nhiều lo ngại về ý đồ của Trung Quốc tại Biển Đông, các động thái của Trung Quốc từ nhiều năm nay như bồi đắp quân sự hóa trái phép các đảo đá, đảo nhân tạo, tuyên bố chủ quyền đường chín đoạn hay còn gọi là con đường lưỡi bò. Cho đến những tháng gần đây, Bắc Kinh đã điều con tàu khảo sát Hải Dương 10 cùng rất nhiều con tàu hộ tống nó như tàu hải cảnh, tàu dân binh, tàu dân phòng, tàu cảnh sát biển mang vũ khí hạng nặng để tiến vào vùng biển thuộc lãnh hải các nước ASEAN, trong đó có Philippines, Malaysia, Brunei. Được biết, bãi đá chữ thập thuộc quần đảo Trường Sa và là một trong những đảo đá bị Trung Quốc xây dựng trái phép nhiều nhất, giờ đây đã có kho chứa đạn ngầm, nơi cư trú tên lửa, radar và sân bay. Các đảo đá khác cũng được bồi đắp và xây dựng tương tự. Bắc Kinh luôn miệng nói rằng xây dựng các đảo nhân tạo ở Biển Đông là để phòng thủ và để bảo vệ. Việc xây dựng nói trên cho thấy Trung Quốc khả năng sẽ tiến hành các chiến lược liên tục, dài hơi và gây áp lực lên các nước láng giềng, thách thức các tuyên bố lãnh hải không phận của họ trong khu vực. Họ cố gắng thiết lập các đường cơ sở quân sự để có thể kiểm soát được Biển Đông. Đang có những lo ngại rằng sức mạnh tăng lên và Trung Quốc sẽ dùng vũ lực để thực thi tuyên bố chủ quyền, chặn các tàu thuyền của các nước khác đi vào vùng lãnh hải thuộc đường lưỡi bò của phía Trung Quốc. Các chỉ huy quân sự của Mỹ luôn nói rằng sự hiện diện của tàu sân bay của Mỹ cũng như tàu khu trục tạo nền tảng cho sự ổn định và khẳng định quyền tự do đi lại của mọi quốc gia trên Biển Đông. Nếu không điều các tàu thuyền và máy bay đi đến bất cứ nơi nào mà luật pháp quốc tế cho phép, chúng ta đang ngầm chấp nhận là mình không có quyền làm vậy đối với cả Trung Quốc, nhưng Trung Quốc đang ngày càng táo bạo. Một trong những cam kết của Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình khi lên làm lãnh đạo Trung Quốc là đưa Trung Quốc trở thành cường quốc về hàng hải vào năm 2050, là cường quốc số 1 trên thế giới.
Năm ngoái, tàu khu trục Trung Quốc cảnh báo xua đuổi tàu sân bay USS của Mỹ. Gần đây nhất, phía Trung Quốc từ chối tàu khu trục, tàu sân bay của Mỹ thăm cảng ở Hồng Kông và thăm cảng ở Đài Loan. Thưa quý vị, cuộc chiến ở Biển Đông giữa Mỹ và Trung Quốc chưa có hồi kết bởi vì dưới thời Tổng thống Donald Trump và bây giờ là Tổng thống Joe Biden, ông đã rất mạnh tay cho vấn đề Biển Đông. Và một trong những minh chứng cụ thể đó chính là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Mỹ nói rằng sắp tới, tàu khu trục, tàu sân bay của Mỹ liên tục có những hoạt động dày đặc trên Biển Đông nhằm ngăn chặn những hành động bành trướng của Trung Quốc. Nhật Bản nổi điên phóng hỏa tàu Trung Quốc chết như ngả dạ ở Miền Đông. Thưa quý vị, tàu chiến của Nhật Bản tấn công dữ dội các tàu của Trung Quốc, đánh chìm nhiều chiến hạm của đối phương mà không phải chịu bất kỳ một tổn thất nào. Trận thảm bại trước quân Nhật khiến người Trung Quốc nuốt hận mãi trăm năm. Trung Quốc thời nhà Thanh sở hữu hạm đội mạnh nhất châu Á, nhưng đối thủ của Nhật Bản thời Minh Trị từng bước trỗi dậy mạnh mẽ, dẫn đến cuộc chiến một mất một còn. Thưa quý vị, cuối thế kỷ 19, Trung Quốc dưới thời nhà Thanh đã từng bị khuất phục và thất bại trước các nước phương Tây sau hai trận thất bại thảm hại trước người Anh và người Pháp. Được biết, triều đình nhà Thanh dưới thời Từ Hy Thái Hậu vẫn còn rất mạnh bởi hạm đội Bắc Dương và 80 tàu thuyền và tàu chiến các loại. Giai đoạn này cũng đánh dấu thời kỳ Minh Trị cải cách vượt bậc của Nhật Bản, đón nhận tinh hoa của nền văn minh phương Tây. Nước Nhật đã từng bước vượt qua sự lạc hậu để hiện đại hóa quân đội, mua rất nhiều tàu chiến của Pháp và của Anh, và điều gì đến sẽ đến. Hải quân của Trung Quốc và Nhật Bản đối đầu nhau trong một trận quyết chiến trên Biển Đông được coi là điều tất yếu. Giữa một Trung Quốc đang thống trị Đông Á và một Nhật Bản ngày càng trỗi dậy mạnh mẽ, và trận quyết chiến đó, phía hải quân của Trung Quốc đã thất bại thảm hại trước hạm đội hàng đầu của châu Á, đó chính là hải quân của Nhật Bản. Nhận thấy sức mạnh của Trung Quốc thời nhà Thanh suy yếu, đặc biệt là khi bị người Anh và người Pháp đánh bại, Nhật Bản tiếp tục bồi thêm, đánh cho Trung Quốc một trận tơi bời khói lửa ở ngoài Biển Đông, làm cho toàn bộ tàu thuyền của phía Trung Quốc đắm chìm và chết như ngả dạ. Ở thời điểm đó, hạm đội Bắc Dương của Trung Quốc được coi là mạnh nhất châu Á và mạnh thứ 8 trên thế giới. Hạm đội còn được đánh giá là có một vị thế và sức mạnh ngang bằng với các hạm đội hùng mạnh của các nước phương Tây vì sở hữu các tàu bọc thép mua từ Đức, và mâu thuẫn Trung-Nhật lên tới đỉnh điểm khi nhà Thanh lấy danh nghĩa diệt trừ phản loạn, đưa quân tiến vào Triều Tiên. Đáp trả lại hành động này, Nhật Bản cũng đưa 8.000 lính viễn chinh để đổ bộ lên bán đảo đó. Và chỉ trong chưa đầy một tháng, quân Nhật Bản đã bắt giữ vua Triều Tiên, thay bộ máy cầm quyền bằng những người thân Nhật. Trong đà chiến thắng, hạm đội của Nhật Bản đã tiếp tục tiến lên phía Bắc để diệt các tàu chiến của Trung Quốc. Và trận đánh đó, tàu của Trung Quốc đã bị đắm chìm rất nhiều. Tại trận phong đảo ở Biển Đông, tàu chiến của Nhật Bản đã tấn công dữ dội các tàu của Trung Quốc, đánh chìm rất nhiều tàu chiến hạm của đối phương mà không phải chịu bất kỳ một tổn thất nào. Hai tháng sau, Nhật Bản lại tiếp tục đánh chiếm Bình Nhưỡng, đẩy lùi quân Thanh của Trung Quốc ra khỏi Triều Tiên. Đó là lúc mà hạm đội uy lực của Nhật Bản với các tàu chiến ở thế hệ mới tiến sâu vào lãnh hải của Trung Quốc. Đến lúc này, đại thần nhà Thanh là Lý Hồng Chương mới ra lệnh cho hạm đội Bắc Dương xuất kích. Xét về sức mạnh, hạm đội của nhà Thanh chiếm ưu thế đáng kể so với hạm đội của Nhật Bản. Nhờ hai chiến hạm Định Viễn và Trấn Viễn, hai chiến hạm này phía Trung Quốc đã cho bọc giáp rất dày và gần như nó miễn nhiễm với các loại đạn bác cỡ nhỏ trên tàu của Nhật Bản. Tuy vậy, hạm đội liên hợp của Nhật Bản đã thể hiện được tư duy chiến thuật vượt trội khi tận dụng các tàu nhỏ hơn để che chắn, cũng như bắn toàn bộ pháo khai hỏa các tàu của Trung Quốc. Trận hải chiến kéo dài suốt gần một tháng và kết thúc phần thắng lợi vang dội về hải quân của Nhật Bản. Hạm đội Bắc Dương bị đánh chìm 5 tàu bao gồm tàu tuần dương và tàu hải cảnh và các tàu cỡ nhỏ, trong khi những chiếc còn lại đã bỏ chạy về phía căn cứ. Phía Nhật cũng tổn thất 4 tàu chiến, nhưng sức chiến đấu ngày càng tăng lên. Đại thần nhà Thanh Lý Hồng Chương khi đó không còn dám tất tay với toàn bộ hạm đội của Trung Quốc đã nuốt hận ngàn thu trong trận chiến lịch sử đó. Trong trận chiến ác liệt đó, hải quân của Nhật Bản đã đánh thẳng và uy hải vệ căn cứ của hạm đội Bắc Dương của Trung Quốc. Lính viễn chinh của Nhật Bản đã đổ bộ chiếm các pháo đài của Trung Quốc, tạo thế gọng kìm khiến các tàu của hạm đội Bắc Dương không còn đường thoát.
xoáy hạm Định Viễn của Trung Quốc cùng các tàu cỡ lớn đã bị đánh chìm trong trận chiến đó, và hạm đội Bắc Dương coi như đã bị xóa sổ kể từ đó. Câu hỏi đặt ra là hạm đội Bắc Dương của Trung Quốc mạnh như thế, sao lại bị xóa sổ và bị thất bại thảm hại? Thì các nhà nghiên cứu về Biển Đông cho rằng nhà Thanh sở hữu một hạm đội bậc nhất nhì châu Á và đứng thứ 7, thứ 8 trên thế giới sau các nước phương Tây. Vũ khí và quân lính thậm chí còn vượt trội so với cả hải quân của Nhật Bản. Tuy nhiên, sức chiến đấu yếu kém so với người Nhật, cho nên phía Trung Quốc đã dẫn đến thất bại thảm hại. Hạm đội Matsushima của Nhật Bản được trang bị duy nhất một khẩu pháo hạng 320mm, trong khi thiết hạm của phía Trung Quốc đã có tới 8 khẩu pháo. Bên cạnh đó, các tàu của Trung Quốc hình như không được cấp đạn thật huấn luyện, trong khi đó đạn dự trữ không nhiều, không đủ để chiến đấu dài hơi. 8 khẩu pháo trên 2 chiến hạm của phía Trung Quốc không đủ chiến đấu trong vài ngày, và 5 chiến hạm của hạm đội Bắc Dương Trung Quốc đã bị hải quân của Nhật Bản đánh chìm trong đúng một ngày. Thưa quý vị, thất bại thảm hại đó đã khiến cho nhà Thanh của Trung Quốc phải ký một hiệp ước với Nhật Bản, chấm dứt tầm ảnh hưởng của Triều Tiên, và nhà Thanh phải nhượng lại đảo Đài Loan và nhiều vùng đất nước khác cho Nhật Bản, bồi thường chi phí khổng lồ cho Nhật Bản. Ngược lại, chiến thắng trước Trung Quốc tạo cơ hội để Hải quân Nhật tích lũy kinh nghiệm, lấy tiền chiến để bổ sung thêm lực lượng. Nhật Bản còn tiếp tục đánh bại đế quốc Nga trong chiến tranh năm 1905, thay thế Trung Quốc trở thành một nước có lực lượng hải quân hàng đầu của châu Á. Vì thế, người Trung Quốc ngày nay không mấy ưa chuộng người Nhật Bản, một phần vì những vụ đụng độ mà họ đã phải chuốc lấy phần thất bại thảm hại. Trong đó có trận thủy chiến ở Biển Đông nổi tiếng nói trên. Bắc Kinh phải bồi thường chiến phí cho Nhật Bản và rút quân ra khỏi Triều Tiên, thừa nhận nước này không còn là chư hầu. Tương tự như 10 năm trước khi nhà Thanh phải ký hiệp ước Bétamon với cả người Pháp. Về mặt quân sự, không phải nhà Thanh không tìm cách để tăng cường quân bị, mà trái ngược lại, Từ Huy Thái Hậu đã hoàn toàn ý thức được sức mạnh của vũ khí phương Tây. Hải quân của Trung Quốc thua hải quân của Nhật Bản trong trận đánh nảy lửa trên Biển Đông là bởi vì Trung Quốc quá tự tin vào chiến hạm của mình trên Biển Đông, khi mà do Đức thiết kế và hải quân của Trung Quốc rất coi thường hải quân của Nhật Bản, cho nên đã bị chủ quan. Nhìn chung, Nhật Bản chưa bao giờ thua Trung Quốc, nước lớn hơn gấp bội trong tất cả các trận đánh từ thế kỷ thứ 13 đến nay. Và điều này khiến một số nhà quan sát tin rằng một phần dư luận Trung Quốc có nhu cầu rửa hận, nhất là sau cuộc tàn ác chiến tranh quân đội của Nhật Hoàng gây ra tại Trung Quốc, vẫn để lại vết thương khô máu, không bao giờ phai mờ trong người dân của Trung Quốc. Một số tác giả tin rằng nếu xảy ra chiến tranh giữa Nhật Bản và Trung Quốc thêm một lần nữa trong thế kỷ 21, đây sẽ là một cơn ác mộng cho châu Á. Tuy nhiên, nước Nhật ngày nay đã khác xưa và đang là một nền dân chủ, và người dân của nước Nhật đã yêu chuộng hòa bình. Người Nhật không muốn gây ra chiến tranh. Hồi năm 2005, chính tòa án tối cao của Nhật Bản còn cho một số công dân của Trung Quốc thắng kiện trong vụ kiện mà nhà văn cánh hữu của Nhật, ông Toshio, đã bôi nhọ vào cuốn sách Thảm sát Nam Kinh. Thưa quý vị, tình hình Biển Đông ngày càng gia tăng và căng thẳng, nhất là trong thời gian vừa qua, bởi vì nhu cầu năng lượng ngày càng gia tăng, châu Á đang có nhiều tranh chấp lãnh hải, đôi khi chỉ vì một vài mỏm đá, bãi san hô không có người ở, nhưng mang lại giá trị danh dự cho dân tộc, biểu tượng cho sức mạnh quốc gia. Vì thế, chiến tranh có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Vì thế, chúng ta phải hết sức kiềm chế cũng như tỉnh táo, không gây vào một cuộc chiến tranh với cả các nước nào hết. Tính cố chấp của các bên liên quan thậm chí có thể khiến một cuộc đụng độ xảy ra. Hoa Kỳ cũng chỉ có thể can dự ngắn hạn vì dư luận của Mỹ không sẵn sàng ủng hộ lâu dài cho các cuộc chiến tranh và khó chấp nhận nó. Và Biển Đông trong thời gian tương lai sẽ còn rất dậy sóng bởi vì Trung Quốc luôn nuôi tham vọng độc chiếm Biển Đông, còn các nước khác thì không bao giờ chịu mất một tấc đất. Đặc biệt là Việt Nam sẽ kiên quyết bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, quyết không mất một tấc đất cũng như một hòn đảo nhỏ vào tay của phía Trung Quốc, và Trung Quốc sẽ phải rất dè chừng với Việt Nam. Trung Quốc run sợ khi Mỹ tuyên bố sẽ tung một chiến lược tổng lực thiêu rụi 7 căn cứ quân sự của Bắc Kinh ở Biển Đông.
Thưa quý vị, nhận thấy tình hình Biển Đông hết sức căng thẳng khi Trung Quốc vẫn không ngừng xây dựng các căn cứ quân sự ở ngoài Biển Đông thuộc một phần của quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Gần đây nhất, chính phủ của Trung Quốc còn ngang ngược cho rằng việc mở rộng, cải tạo trên các quần đảo, các bãi đá tại Biển Đông của họ là hoàn toàn hợp lý và không vi phạm đến luật pháp của quốc tế, cũng như vi phạm đến Công ước Luật Biển của Liên Hợp Quốc, vì Trung Quốc cố tình và bất chấp tất cả để quân sự hóa trên các đảo nhân tạo mà phía Trung Quốc đang cho xây dựng trái phép. Chính quyền Tổng thống ông Joe Biden đã quyết định tung một chiến lược tổng lực nhằm thiêu rụi 7 căn cứ quân sự của Trung Quốc trên Biển Đông. Thưa quý vị, theo chỉ huy hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ, Đô đốc John Aquilino đã cảnh báo về sức mạnh quân sự đang lên của Trung Quốc và cho biết nước này đã xây dựng xong 7 căn cứ quân sự mới trên Biển Đông. Đô đốc John Aquilino nói trong một phiên điều trần trước Ủy ban Quốc vụ Hạ viện Mỹ như sau: Trung Quốc muốn áp đặt chủ quyền đã rồi lên các khu vực tranh chấp trên biển bằng việc đẩy mạnh quân sự hóa các căn cứ trên đảo nhân tạo. Và ông cho biết 7 cơ sở mới quân sự của Trung Quốc đã cho xây xong các nhà chứa máy bay, nơi đồn trú lính, cơ sở đặt radar, tên lửa, vũ khí và các đường băng, cũng như sân bay để chứa máy bay chiến đấu. Chỉ huy hạm đội Thái Bình Dương nói rằng, ông nhận định các tuyên bố chủ quyền hung hăng của Trung Quốc trên Biển Đông là hành động có tổ chức, có phương pháp, có chiến lược, sử dụng sức mạnh kinh tế cũng như quân sự để làm xói mòn trật tự thế giới ở Biển Đông. Và cũng theo ông, sức mạnh quân sự của Trung Quốc đang lớn mạnh với tốc độ nhanh chóng, đến nỗi Trung Quốc sẽ sớm thách thức Mỹ trên mọi lĩnh vực. Ông John Aquilino có nói rằng, các căn cứ quân sự của phía Trung Quốc là do đi ăn cướp tại các nước trong khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là đi xâm chiếm được vùng lãnh thổ, lãnh hải của phía Việt Nam ở quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Phía Trung Quốc đang cho xây dựng trái phép để thị uy sức mạnh nhằm răn đe tới các nước trong khu vực Đông Nam Á, ngoài ra còn chứng tỏ sức mạnh của mình trên Biển Đông và cũng tuyên bố với cả các nước lớn trên thế giới rằng Trung Quốc đã độc chiếm gần như trọn vẹn Biển Đông. Trước sự hung hăng, ngang ngược cũng như vô lý của phía Trung Quốc ngoài Biển Đông, chính quyền Tổng thống ông Joe Biden đã tung ra một chiến lược tổng lực để thiêu trụi 7 căn cứ quân sự của Trung Quốc ngoài Biển Đông, nhằm cho Trung Quốc không độc chiếm được Biển Đông và trả lại Biển Đông cho thế giới. Theo tiết lộ của một vị tướng trong Bộ Quốc phòng của Mỹ cho biết, Hoa Kỳ đang giáo diết lên một kịch bản, lên một kế hoạch chặt chẽ để điều toàn bộ tàu sân bay, tàu khu trục, máy bay chiến đấu, máy bay ném bom, lính thủy đánh bộ và tên lửa tiến vào Biển Đông để thiêu trụi 7 căn cứ quân sự của phía Trung Quốc. Theo tờ báo nổi tiếng của Mỹ có tên là New York Times cho biết, thì Trung Quốc đã tuyên bố phần lớn chủ quyền cũng như diện tích trên Biển Đông dựa trên con đường 9 đoạn, hay còn gọi là đường lưỡi bò, mà phía Trung Quốc tự vẽ ra và tự thừa nhận. Mỹ đã chỉ trích việc Trung Quốc bồi lấp một số đảo và xây dựng các cơ sở quân sự do lo ngại mở rộng phạm vi chiến lược của Bắc Kinh trên mặt trận Biển Đông và các đảo nhân tạo của phía Trung Quốc, làm hạn chế đi tự do hàng hải ở ngoài Biển Đông. Thưa quý vị, chỉ huy hạm đội Thái Bình Dương Đô đốc John Aquilino đã được Tổng thống Joe Biden khen ngợi và ủng hộ khi ông liên tục có những phản ứng mạnh mẽ và phát biểu cứng rắn trước sự xâm hại của Trung Quốc ở ngoài Biển Đông. Và trong thời gian sắp tới, Mỹ sẽ lên kế hoạch để phá tan 7 căn cứ quân sự của phía Trung Quốc đang cho xây dựng bành trướng, trái phép và vô lý ở ngoài Biển Đông. Thưa quý vị, Bộ trưởng Hải quân của Mỹ, ông Thomas Walker đã kêu gọi Washington cần phải dốc toàn bộ lực lượng kết hợp với mọi bộ ngành của chính phủ để đối phó thách thức từ phía Trung Quốc ở ngoài Biển Đông. Phát biểu tại Viện Brookings ở thủ đô Washington, Bộ trưởng Hải quân của Mỹ, ông Thomas Walker đã phân tích hết sức rõ ràng chiến lược mà phía Trung Quốc đang triển khai trong lúc mưu đồ thách thức Mỹ và các nước trên toàn thế giới trên bình diện toàn cầu. Theo ông, Trung Quốc áp dụng cách tiếp cận tổng lực, phối hợp kín kẽ và xuyên suốt trong lĩnh vực công và tư để đua tranh với cả Mỹ và các nước lớn trên thế giới. Vì thế, ông cho rằng đã đến lúc Washington phải có những cái đáp trả mạnh mẽ, theo đó phải viện sức mạnh của toàn bộ chính phủ để đánh bay Trung Quốc ra khỏi Biển Đông.
Điều này có nghĩa là Hoa Kỳ cần phải phối hợp với các cơ quan khác của chính quyền, trong đó có Bộ Thương mại, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp. Và đây cũng là cách tiếp cận đang được chính quyền Mỹ triển khai trong thời gian gần đây, trong bối cảnh hai nước đang đối đầu trên các mặt trận như thương mại, công nghiệp và ngoại giao. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Hải quân của Mỹ cũng nêu bật sự cấp thiết buộc các lực lượng vũ trang của nước này phải sát cánh với các đồng minh của Mỹ tại châu Á. Chúng ta càng mạnh hơn khi thực hiện được sự phối hợp chặt chẽ với các lực lượng thủy quân lục chiến, các liên quân như các đồng minh và các đối tác tại khu vực châu Á để đánh bay Trung Quốc. Một minh chứng gần đây nhất về cách tiếp cận trên của Lầu Năm Góc là sự quay trở lại của nhóm tàu tác chiến sân bay USS Ronald Reagan tại khu vực gồm hàng không mẫu hạm với 7.500 quân lính, 60-70 máy bay chiến đấu và ít nhất là 2 tàu khu trục, 2 tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường lần lượt tới Philippines và Singapore để thụy uy Trung Quốc, cũng như gửi cho Trung Quốc một thông điệp rằng Trung Quốc chớ có làm điều gì dại dột trên Biển Đông, nếu không thì Mỹ sẽ san phẳng tất cả đảo nhân tạo của phía Trung Quốc. Được biết, nhóm tác chiến tàu sân bay USS Ronald Reagan hồi đầu tháng cũng đã phối hợp với nhóm tàu đổ bộ Vulture thực hiện chiến dịch an ninh ở Biển Đông và ủng hộ tự do lưu thông hàng hải. Bộ trưởng Hải quân của Mỹ cho rằng, chúng tôi cần phải kết hợp với các đồng minh cũng như các đối tác ở châu Á-Thái Bình Dương để đánh bay Trung Quốc. Chúng tôi bao quát toàn bộ châu Á-Thái Bình Dương, chúng tôi quan tâm đến New Zealand, Úc, cũng như những gì mà chúng tôi đang làm với cả Hàn Quốc và các cuộc diễn tập truyền thống với Nhật Bản. Và ông nói rằng đây là những quốc gia dẫn đầu đóng vai trò không thể thiếu trong cuộc chiến lược của Mỹ đối với Trung Quốc. Và ông nhấn mạnh rằng chúng ta phải làm nhanh và gấp những điều đó thì mới đánh bay Trung Quốc ra khỏi Biển Đông được. Nếu không, với Trung Quốc còn bành trướng dài hạn ngoài Biển Đông. Thưa quý vị, các cơ quan chức năng của Mỹ yêu cầu với Trung Quốc ngừng quân sự hóa khu vực Biển Đông đang có tranh chấp trong một cuộc họp báo ngoại giao cấp cao. Trong lúc đó, phía Trung Quốc yêu cầu Mỹ ngừng điều tàu chiến và máy bay quân sự tới gần các hòn đảo và bãi đá mà nước này tuyên bố chủ quyền. Ngoại trưởng Mỹ ông Blinken chỉ trích phía Trung Quốc vẫn tiếp tục cho xây dựng căn cứ quân sự trên các hòn đảo nhân tạo và bãi đá ở Biển Đông, nơi mà Trung Quốc khẳng định nước này có chủ quyền hoàn toàn sai trái và vô căn cứ. Theo ông Dương Khiết Trì, cán bộ cao cấp của Đảng Cộng sản Trung Quốc, người có kinh nghiệm xây dựng chính sách đối ngoại của Bắc Kinh nói, Trung Quốc đã cam kết không đối đầu, nhưng Bắc Kinh có quyền xây dựng các cơ sở quốc phòng cần thiết ở nơi mà Trung Quốc coi là lãnh thổ, lãnh hải của họ. Ngay sau đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, ông Lloyd Austin nói rằng các yêu cầu này của Trung Quốc không được Washington để ý tới và khẳng định Mỹ sẽ hành động theo luật pháp quốc tế để bảo vệ khả năng tiếp cận tới Biển Đông của Mỹ cũng như các đồng minh khác. Và Mỹ sẽ không cho phép Trung Quốc xây dựng trái phép các đảo nhân tạo ở ngoài Biển Đông và Mỹ sẽ bắt phải săn phẳng các đảo này. Ngay sau đó, phía Trung Quốc cam kết sẽ cho hòa bình và phát triển ở châu Á-Thái Bình Dương. Họ nói chúng tôi tôn trọng lợi ích của Hoa Kỳ ở châu Á-Thái Bình Dương, đồng thời chúng tôi trông đợi Hoa Kỳ tôn trọng lợi ích an ninh của Trung Quốc ở Biển Đông, tôn trọng quyền chủ quyền, quyền tài phán của Trung Quốc. Trung Quốc đã tiến hành xây dựng trên các đảo và các bãi đá của chúng tôi. Hầu hết chúng tôi là căn cứ dân sự. Mục đích để phục vụ lợi ích của người dân của Trung Quốc cũng là để mang lại điều tốt cho những nước khác. Đồng thời, điều cần thiết cho Trung Quốc là xây dựng các cơ sở an ninh nhất định đáp lại các mối đe dọa tiềm năng ở bên ngoài. Chúng tôi tin rằng không một quốc gia nào có thể lấy cớ để tiến hành quân sự hóa ở khu vực này. Theo một ý kiến của một vị tướng trong Bộ Quốc phòng của Mỹ cho biết, nói chuyện với Trung Quốc thì không cần phải nói nhiều, mà phải hành động mạnh tay luôn và gấp thì phía Trung Quốc họ mới sợ. Thưa quý vị, tưởng chừng con tàu khảo sát địa chất Hải Dương 10 của phía Trung Quốc đã rút ra khỏi bãi Tư Chính và trả lại Biển Đông một cách êm đềm như nó đã vốn từng có. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng tình hình Biển Đông vẫn còn rất phức tạp, khó lường và trong tương lai sẽ rất khó đoán được phía Trung Quốc sẽ hành động như thế nào. Mỹ phóng hỏa bắn cháy một tàu hải giám của Trung Quốc ở ngoài Biển Đông. Thưa quý vị, Mỹ nhận thấy tình hình Biển Đông hết sức căng thẳng khi Trung Quốc liên tục có những hành động khiêu khích và thách thức các nước. Gần đây nhất, một tàu hải giám của Trung Quốc đã lén lút theo dõi cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Brunei trên Biển Đông. Ngay sau đó, phía Mỹ đã ra thông báo cho tàu hải giám của phía Trung Quốc không được đi qua khu vực tập trận chung đang diễn ra giữa hải quân của Mỹ và hải quân của Brunei. Nhưng tàu hải giám của Trung Quốc vẫn ngang ngược lao vào khu vực cảnh báo cấm của cuộc tập trận.
nhận thấy sự nguy hiểm cho cuộc tập trận, Hải quân của Mỹ đã quyết định bắn chỉ thiên cảnh cáo phía tàu của Trung Quốc. Tuy nhiên, theo một vị tướng trong Bộ Quốc phòng cho biết, tàu hải giám của phía Trung Quốc vẫn rất ngoan cố và cố tình phá vỡ cuộc tập trận chung nói trên, buộc phía Mỹ phải ra lệnh bắn cháy phần đuôi của con tàu hải giám phía Trung Quốc. Ngay sau đó, con tàu đã bẻ lái và lao vút ra khỏi khu vực cấm của cuộc tập trận chung giữa Hải quân Mỹ và Hải quân Brunei trên Biển Đông. Thưa quý vị, theo tờ báo nổi tiếng của Mỹ có tên là New York Times cho biết, mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc trở nên tồi tệ trong gần một năm trở lại đây, trong bối cảnh chiến tranh thương mại leo thang và chưa có hồi kết thúc. Và các hành động hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông, đặc biệt là Bắc Kinh, ngang nhiên cho xây các đảo nhân tạo ở Biển Đông, cũng như các cơ sở căn cứ quân sự trái phép ngoài Biển Đông. Hơn thế nữa, phía Trung Quốc dám khiêu khích Mỹ khi cho tàu chiến máy bay ném bom và máy bay chiến đấu tiến vào vùng Biển Đông để quấy nhiễu, quấy phá, ngăn cản việc khai thác dầu khí của tập đoàn Mỹ có tên là ExxonMobil. Được biết, tập đoàn dầu khí lớn nhất của Mỹ nói trên đang hợp tác và khai thác dầu khí với tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam tại bãi Tư Chính. Thưa quý vị, dưới thời chính quyền Tổng thống ông Joe Biden thì Hải quân Mỹ cũng như Bộ Quốc phòng của Mỹ luôn dành sự ảnh hưởng tại khu vực Biển Đông. Đây là khu vực có nguồn tài nguyên thiên nhiên giàu có nhất đại dương và đang bị phía Trung Quốc nuôi âm mưu độc chiếm. Việc tàu hải giám của Trung Quốc lén lút theo dõi cuộc tập trận chung của Mỹ trong bối cảnh có sự xuất hiện bất ngờ của 3 tàu chiến Trung Quốc bám đuôi nhau, theo đó lo ngại các tàu của Trung Quốc sẽ làm gián đoạn cuộc tập trận chung nói trên. Mỹ đã ra quyết định bắn một tàu hải giám của Trung Quốc để cảnh báo. Thưa quý vị, tàu hải giám của Trung Quốc lần đầu tiên được sử dụng máy bay không người lái để thực hiện nhiệm vụ giám sát, cũng như theo dõi các cuộc tập trận chung của các nước lớn trên Biển Đông. Và con tàu hải giám của phía Trung Quốc có nhiệm vụ quan sát cũng như giám sát các tàu cá của các nước khác đang đánh bắt thủy hải sản ở ngoài Biển Đông. Con tàu này cũng có nhiệm vụ bảo vệ con tàu khảo sát địa chất Hải Dương 10. Cùng các tàu hải cảnh khi nó xâm phạm vào vùng biển bãi Tư Chính của Việt Nam. Và theo tờ báo New York Times cho biết thì con tàu này tỏ ra rất hung hăng và dữ tợn khi thách thức hải quân của Mỹ đang tập trận chung ở ngoài Biển Đông. Theo tờ báo nổi tiếng của Trung Quốc có tên là China Morning Post cho biết thì con tàu hải giám của phía Trung Quốc mang nhãn hiệu 2168 do lực lượng chấp pháp tỉnh Hải Nam quản lý và có nhiệm vụ mang máy bay chiến đấu không người lái nhằm tuần tra khu vực quanh quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, nơi mà phía Trung Quốc đang có 7 hòn đảo nhân tạo đang xây dựng trái phép ở ngoài đó. Bất chấp sự phản đối của cộng đồng trên toàn thế giới, Trung Quốc vẫn ngang nhiên đẩy mạnh các hoạt động tuần tra và cải tạo trái phép trong khu vực này. Bắc Kinh thậm chí còn nêu khả năng sẽ sử dụng cơ sở hạ tầng tại các đảo nhân tạo mà nước này đang mở rộng phi pháp nhằm mục đích quân sự hóa. Vì thế, phía Mỹ đã ra lệnh bắn cháy con tàu của phía Trung Quốc nhằm thị uy sức mạnh của Hải quân Mỹ cũng như răn đe phía Trung Quốc và gửi cho Trung Quốc một thông điệp rằng Biển Đông là của chung thế giới. Vì thế, phía Trung Quốc không được xâm phạm vào những vùng phía trên, nếu không phía Mỹ sẽ phải bắn tiếp thêm vài con tàu nữa của phía Trung Quốc. Theo một vị tướng trong Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, chúng tôi buộc phải bắn một con tàu hải giám của phía Trung Quốc để cảnh báo, bởi vì con tàu này được thông báo từ trước, tuy nhiên nó vẫn ngang ngược lao vào khu vực cấm của cuộc tập trận của chúng tôi. Thưa quý vị, cụm từ tàu hải giám gần đây xuất hiện rất nhiều trên truyền thông. Vậy nó do ai quản lý và ra đời từ đâu? Thưa quý vị, tàu hải giám là cơ quan giám sát hàng hải của Trung Quốc, được thành lập vào ngày 19 tháng 10 năm 1998. Đây là lực lượng bán vũ trang có trách nhiệm thực thi pháp luật và duy trì trật tự trên vùng biển của phía Trung Quốc, vùng đặc quyền kinh tế và bảo vệ môi trường, tài nguyên và các phương tiện hàng hải của Trung Quốc. Ngoài ra, lực lượng này còn có nhiệm vụ thực thi các cuộc điều tra hàng hải, thậm chí trong các trường hợp khẩn cấp, tàu hải giám có thể được triển khai các nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn và bắt các tàu khác vi phạm vào vùng lãnh hải của phía Trung Quốc. Trong những năm gần đây, các tàu và máy bay của lực lượng này đã nhận nhiệm vụ tuần tra một số vùng biển tranh chấp ở Biển Đông mà phía Trung Quốc tự mình tuyên bố có chủ quyền khi đưa ra con đường lưỡi bò và phía Bắc Kinh tuyên bố một cái luật rất vô lý, đó chính là mọi tàu thuyền của nước ngoài nếu xâm phạm vào vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa thuộc con đường lưỡi bò của phía Trung Quốc thì đều bị con tàu hải giám của phía Trung Quốc bắt giữ và tịch thu tài sản.
và cuộc tập trận chung giữa Hải quân Mỹ và Hải quân của Brunei trên Biển Đông, và con tàu hải giám của phía Trung Quốc đã rất hung hăng khi ngăn cản cuộc tập trận chung này, và Hải quân Mỹ đã phải ra tuyên bố bắn hạ con tàu hải giám của phía Trung Quốc, làm nó cháy phần đuôi của con tàu và lao vút ra khỏi vùng tập trận chung, vùng cấm của Hải quân Mỹ. Thưa quý vị, truyền thông Trung Quốc dẫn nguồn tin từ Cục Hải dương Quốc gia cho biết đội tàu bao gồm tàu hải giám 84 và tàu hải giám mang mã số 72 đã rời cảng Quảng Châu để ra bảo vệ lợi ích hàng hải của Bắc Kinh ở ngoài Biển Đông. Nhưng theo một vị tướng trong Bộ Quốc phòng của Mỹ tiết lộ, thì con tàu hải giám của phía Trung Quốc không chỉ bảo vệ quyền lãnh hải, lãnh thổ của phía Trung Quốc ở ngoài Biển Đông, nó còn có một nhiệm vụ là hộ tống và bảo vệ các tàu khảo sát địa chất Hải Dương 10 cũng như giàn khoan của phía Trung Quốc khi xâm phạm vào vùng biển và vùng lãnh hải của các nước trong khu vực Đông Nam Á. Con tàu hải giám của phía Trung Quốc bị bắn một cách xác đáng khi xâm phạm vào vùng cấm trong cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Brunei trên Biển Đông. Theo chuẩn đô đốc Jenny, chỉ huy nhóm hậu cần Tây Thái Bình Dương của Hải quân Mỹ cho biết, đây là hoạt động thực hiện mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Mỹ và Brunei. Không có hoạt động nào có thể tốt hơn cam kết của chúng tôi về khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Và theo đô đốc của Hải quân Mỹ cho biết, đợt diễn tập chung thường niên lần thứ 25 giữa Mỹ và Brunei diễn ra 10 ngày trên Biển Đông trong bối cảnh Mỹ đang tăng cường hợp tác với cả các nước trong khu vực Đông Nam Á như Brunei, Malaysia, Philippines nhằm thách thức các yêu cầu chủ quyền phi lý của phía Trung Quốc. Với gần như toàn bộ diện tích vùng biển này và chúng tôi có quan hệ đặc biệt với quân đội của các nước trong khu vực Đông Nam Á, chúng tôi chia sẻ quan điểm đối tác toàn diện trên xây dựng niềm tin cũng như cam kết, và chúng tôi cam kết sẽ hỗ trợ và giúp đỡ hải quân của các nước trong khu vực Đông Nam Á ngày một lớn mạnh để ngăn cản sự bành trướng ở ngoài Biển Đông, cũng như bảo vệ toàn bộ vùng lãnh thổ, lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế của các nước trong khu vực Đông Nam Á mà phía Trung Quốc đang nhằm nghe xâm chiếm. Nỗ lực đối phó với các yêu sách chủ quyền phi lý của phía Trung Quốc tại Biển Đông là một trong những chiến lược quốc phòng của Mỹ trong năm 2021 dưới thời Tổng thống ông Joe Biden. Vì thế, Bộ Quốc phòng Mỹ, Hải quân Mỹ sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo an ninh cho tuyến hàng hải bậc nhất của thế giới, đó chính là ở Biển Đông, và Mỹ sẽ cam kết bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ các nước Brunei, Malaysia ở ngoài Biển Đông, không cho Trung Quốc xâm phạm đến vùng lãnh hải, lãnh thổ của nước này. Và thưa quý vị, việc hải quân của Mỹ bắn cháy phần đuôi của tàu hải giám của phía Trung Quốc chắc chắn là phía Trung Quốc sẽ lên án, phản ánh. Căng thẳng leo thang, tàu Trung Quốc trúng tên lửa của Mỹ trên Biển Đông. Thưa quý vị, chính quyền Tổng thống Joe Biden nhận thấy tình hình Biển Đông ngày một căng thẳng khi phía Trung Quốc liên tục có những hành động thách thức các nước trong khu vực Đông Nam Á. Khi Bắc Kinh ngang nhiên điều 30 tàu chiến tiến vào Biển Đông để quấy nhiễu và thị uy sức mạnh nhằm ức hiếp các nước, ngay lập tức, Bộ Quốc phòng Hải quân của Mỹ đã có mặt để ngăn chặn những hành vi ngông cuồng, thách thức của phía Bắc Kinh. Bộ Quốc phòng của Mỹ đã cho triển khai tên lửa NFM ở Biển Đông. Việc chính quyền Tổng thống ông Joe Biden triển khai tên lửa ở Biển Đông chính là một hình thức dằn mặt Trung Quốc, cũng như muốn gửi cho Bắc Kinh một thông điệp cứng rắn. Tuy nhiên, ngay sau đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng của Trung Quốc, ông Ngô Khiêm đã nói rằng Trung Quốc kiên quyết phản đối việc Mỹ triển khai tên lửa ở Biển Đông nói riêng và châu Á nói chung, và Bắc Kinh sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu như Mỹ muốn gây hấn ở Biển Đông. Và ông Ngô Khiêm phát biểu rằng Trung Quốc sẽ không khoanh tay ngồi nhìn nếu như phía Hoa Kỳ thực hiện động thái trên, và phía Trung Quốc kêu gọi Washington thể hiện một thái độ có trách nhiệm cũng như hành động một cách thận trọng ở Biển Đông, nếu không sẽ phải trả một cái giá rất đắt từ phía Trung Quốc. Thưa quý vị, theo tờ New York Times của Mỹ đưa tin, ngay sau đó các tàu chiến của Trung Quốc đã ra cản trở cũng như đe dọa hành động của Mỹ, ngăn cản việc Mỹ thành lập tên lửa ở Biển Đông. Ngay lập tức, Bộ Quốc phòng của Mỹ đã cho bắn một quả tên lửa được cho là trúng một tàu hải cảnh của phía Trung Quốc. Ngay sau đó, nhóm tàu hải cảnh của phía Trung Quốc đã run sợ và cho tháo chạy ra khỏi vùng mà Mỹ đang triển khai tên lửa ở ngoài Biển Đông. Theo tiết lộ của một vị tướng trong Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, lẽ ra Hoa Kỳ sẽ không phát lệnh bắn tên lửa vào tàu hải cảnh của phía Trung Quốc, nhưng các tàu hải cảnh của phía Trung Quốc rất là ngang ngược và hung bạo. Bắc Kinh đã điều nhóm tàu hải cảnh mang vũ khí hạng nặng và tấn công các nơi quân sự mà phía Mỹ đang cho triển khai tên lửa ngoài Biển Đông và làm cho con tàu đó bốc cháy và một lúc sau thì chìm xuống đáy biển. Còn một nhóm tàu khác đã phải rút lui và tháo chạy vào đảo Hải Nam của phía Trung Quốc.
Vị tướng trong Bộ Quốc phòng của Mỹ nói thêm rằng việc Mỹ bất đắc dĩ mới phải phóng một quả tên lửa vào con tàu hải cảnh của phía Trung Quốc vì Hoa Kỳ lo ngại nhóm tàu hải cảnh của phía Trung Quốc quấy nhiễu cũng như làm ảnh hưởng đến việc triển khai tên lửa của phía Hoa Kỳ ở ngoài Biển Đông. Thưa quý vị, theo các nhà quan sát cho biết, nhóm tàu hải cảnh của phía Trung Quốc can dự vào hầu hết các vụ đụng xe độ ở ngoài Biển Đông. Theo thống kê của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS của Mỹ cho biết, trong 45 vụ đụng độ trên Biển Đông từ năm 2010 đến bây giờ, lực lượng hải cảnh của phía Trung Quốc góp mặt tới 30 vụ. Và theo kết quả thống kê của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế của Mỹ cho biết, thì ngoài lực lượng hải cảnh, hải quân của Trung Quốc cũng tham gia vào 4 vụ. Số lượng đụng độ dày đặc nhất vào những năm 2012, 2014 và cao điểm nhất là năm 2019. Và theo tờ báo trên China Morning Post của Trung Quốc cho biết, ngân sách hàng năm của Trung Quốc dành cho lực lượng hải cảnh còn nhiều hơn các quốc gia khác trong khu vực cộng lại. Trung bình mỗi năm Trung Quốc chi khoảng tầm 1,8 tỷ đô la Mỹ cho lực lượng hải cảnh này. Ngoài việc hoán cải các tàu chiến cũ của hải quân thành tàu hải cảnh, Trung Quốc còn cho đóng thêm hàng loạt các tàu hải cảnh cỡ lớn và đáng kể nhất là hai tàu hải cảnh mang số hiệu 3901 và 2901. Và được biết, hai con tàu hải cảnh cỡ lớn trên trong thời gian vừa qua, nó đã bảo vệ con tàu khảo sát địa chất Hải Dương 10 của phía Trung Quốc xâm phạm vào vùng bãi tư chính, cũng như quấy rối các hoạt động đánh bắt thủy hải sản và khai thác dầu khí ở ngoài Biển Đông thuộc lãnh hải của các nước Đông Nam Á. Và theo các nhà quan sát cho biết, các hành động cứng rắn của tàu hải cảnh phía Trung Quốc trên Biển Đông có nguy cơ đẩy khu vực vào tình trạng căng thẳng và mất ổn định an ninh an toàn trong khu vực Biển Đông. Và theo các nhà phân tích cho biết, Bắc Kinh đang điều các nhóm tàu hải cảnh ở ngoài Biển Đông sai trái khi mà liên tục cho nhóm tàu này đi xâm phạm vào các vùng biển của các nước trong khu vực Đông Nam Á. Còn nhiệm vụ chính của nó là đi tuần duyên và bảo vệ cho tuyến hàng hải của thế giới ở ngoài Biển Đông, cũng như là làm nhiệm vụ bảo vệ bờ cõi và lãnh hải của phía Trung Quốc. Tuy nhiên, phía Trung Quốc lại chuyên làm ngược lại khi nhóm tàu này đi xâm phạm vào vùng biển của các nước. Đó là một điều cực kỳ sai trái của phía Trung Quốc. Và nhận thấy sự hung hăng cũng như hung dữ của nhóm tàu hải cảnh của phía Trung Quốc ở ngoài Biển Đông, Hải quân của Hoa Kỳ đã cho bắn một quả tên lửa chìm một tàu hải cảnh của phía Trung Quốc là một điều hoàn toàn xác đáng và không có gì sai cả. Được biết, tên lửa tấn công của Hải quân Mỹ là loại tên lửa hành trình chống hạm, có khả năng tàng hình và rất khó bị radar phát hiện. Ngoài ra, nó có thể cơ động để tránh hệ thống phòng thủ của đối phương. Thưa quý vị, theo tờ báo nổi tiếng của Trung Quốc có tên là China Morning Post cho biết, sau khi Hoa Kỳ chính thức rút khỏi Hiệp ước về lực lượng hạt nhân tầm trung, gọi tắt là INF, với cả Nga vào cuối tháng 8, thì Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, ông Lloyd Austin đã nói rằng, ông ủng hộ việc bố trí tương đối sớm các tên lửa tầm trung phóng từ mặt đất ở châu Á. Và theo ông Ngô Khiêm, đại diện người phát ngôn Bộ Quốc phòng của Trung Quốc cho rằng, nếu như phía Hoa Kỳ triển khai các tên lửa tầm trung ở khu vực Biển Đông cũng như là ở châu Á, nó sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích an ninh của các quốc gia trong khu vực cũng như hòa bình và ổn định ở Biển Đông. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng của Trung Quốc còn tuyên bố rằng Bắc Kinh cực lực phản đối việc Trung Quốc triển khai các tên lửa tầm trung ở Biển Đông và ở châu Á. Và theo tờ báo New York Times của Mỹ cho biết, Trung Quốc nói không ngồi yên nếu như Mỹ triển khai tên lửa tầm trung tại châu Á. Bộ Ngoại giao của Trung Quốc hôm qua dọa sẽ có một biện pháp cứng rắn sau khi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Mỹ nói sẽ đưa tên lửa tới Biển Đông. Và Trung Quốc sẽ không ngồi yên và sẽ có một biện pháp đáp trả mạnh mẽ nếu như Mỹ bố trí tên lửa tầm trung ở khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Thưa quý vị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc ông Ngụy Phượng Hòa đã lên tiếng chỉ trích rất gay gắt khi mà Hải quân của Mỹ cho bắn một quả tên lửa lên con tàu hải cảnh của phía Trung Quốc ở ngoài Biển Đông. Bộ trưởng Quốc phòng của Trung Quốc ông Ngụy Phượng Hòa tuyên bố ngày hôm nay rằng Trung Quốc phản đối mạnh mẽ việc triển khai tên lửa tầm trung ở châu Á-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ. Chúng tôi phản đối mạnh mẽ việc theo đuổi chiến lược an ninh độc quyền. Chúng tôi phản đối việc triển khai tên lửa tầm trung ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương và quân sự hóa các quốc gia khác ngoài khu vực, vì điều này chỉ có thể làm bất ổn định và suy giảm sự ổn định trong khu vực mà thôi, ông Ngụy Phượng Hòa cho biết. Các quan viên chức của quân đội Trung Quốc nhấn mạnh rằng hợp tác an ninh trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương cần dựa trên nguyên tắc cởi mở và bao trùm. Trong khi đó, Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình nhấn mạnh rằng việc duy trì hòa bình và ổn định ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương đáp ứng lợi ích chung của tất cả các quốc gia trong khu vực, nhưng đòi hỏi sự đóng góp của mỗi quốc gia. Theo ông Tập,
việc đối mặt với các mối đe dọa an ninh khác nhau, các quốc gia phải cùng nhau hành động, kiên quyết duy trì hệ thống quan hệ quốc tế với vai trò lãnh đạo của Liên Hợp Quốc, không ngừng cải thiện quan hệ đối tác mới cho lĩnh vực an ninh, góp phần tạo ra một kiến trúc an ninh đáp ứng với sự phát triển thực tế của khu vực, tích cực hơn để thúc đẩy hòa bình lâu dài và an ninh toàn cầu trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh rằng hòa bình vẫn là niềm hy vọng bất biến của toàn nhân loại. Trung Quốc kiên quyết tuân thủ nhu cầu thúc đẩy hợp tác thông qua đối thoại, thúc đẩy hòa bình thông qua hợp tác và đảm bảo phát triển thông qua hòa bình. Nhưng theo nhận xét của một vị tướng trong Bộ Quốc phòng của Mỹ cho biết, việc phát biểu của ông Tập Cận Bình thì rất hay, tuy nhiên việc làm của ông ta thì luôn đi ngược lại với phát biểu của họ. Vị tướng đó chỉ ra rằng Trung Quốc nói rằng Bắc Kinh là một nước yêu chuộng hòa bình và không muốn chiến tranh xảy ra, cũng như là kêu gọi các nước trong khu vực phải đoàn kết, phải giữ vững an ninh trong khu vực. Tuy nhiên, phía Trung Quốc lại luôn đem tàu chiến, tàu khu trục và tàu sân bay Liêu Ninh cũng như máy bay chiến đấu và tàu hải cảnh, tàu dân phòng, tàu cảnh sát biển và mang vũ khí hạng nặng ra ngoài Biển Đông để đe dọa cũng như bắt nạt các nước trong khu vực. Vậy là giữa lý thuyết và hành động của phía Trung Quốc luôn đi ngược với nhau. Vì thế, chúng ta phải hết sức cảnh giác về phía Trung Quốc và đặc biệt là đề cao những phát ngôn gây sốc của phía Trung Quốc bởi vì họ chuyên gia làm ngược lại những tuyên bố trên. Thưa quý vị, Biển Đông còn rất dậy sóng bởi vì các nước lớn trên thế giới trong thời gian vừa qua liên tục có sự xuất hiện ở ngoài Biển Đông, đặc biệt phía Hải quân Hoa Kỳ liên tục điều các tàu khu trục tên lửa, máy bay chiến đấu vào Biển Đông để răn đe phía Trung Quốc. Còn Trung Quốc tuyên bố rằng sẽ đáp trả mạnh mẽ những gây hấn trên của Hải quân Hoa Kỳ và Biển Đông sẽ còn rất dậy sóng.